Sắc vô mà
điện, nhất điện minh sanh phất phất, dây điện minh sanh định lỡ trôi trôi mãi đến bao.
Yeah.
hương thờ quán tâm kim cang phật tất về ba thần dương thiên long quán bộ và long hồn tiên nhất thiết thành na dũng như phật quán tâm kim cang phật tất
sống tuổi quan tới ngày cùng năm tháng nay tâm biến ngọ tình ta siêu tiên tiền hậu hóa vàng cũ quyền thấp cổ nổi quay lịch đại tiên linh cao cao thần tổ cao 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 thần tổ tỷ một tập hồn gì phát lưới tính sanh lục đạo tam thế quan gian trái đủ cụ thù chấp đối quan hồ phụ tử giết sĩ trang quốc đồng bào tư nam lỗ đồ tăng mạng thủy quả nạn phiêu linh hữu chất vô dị hữu dị vô chất sức sao tạo hôn siêu mồ lạc Yeah.
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phá lễ tác pháp thiết minh sanh, thì nguyện đại mời thịnh của tăng quý chúng con, quý ngài đã không quản ngày Phật sự đa đông nơi bổn từ, đã chấm hết quan lâm trở về tại tư gia để thiết lập đàn tràng tác pháp thì nguyện cầu siêu chân linh nguyện thị cảnh pháp danh diệu hiền, nhờ cầu thờ công đức lành này mà vãng sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Vậy công đức vô vàn quý báu của quý ngài chúng con không biết lấy chi để đền đáp, chỉ biết thầm cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài được thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành. Trong lúc tại gia chúng con không minh kích đón cũng như hành lễ, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ thất, nỗi mong quý ngài từ bi quan hệ tha thứ bỏ qua cho, để cho ta biết chúng con làm được trọn phần hiếu đạo và âm chuyên công đức. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, đề đầu thành kính cảm niệm chân công đức với ngài A Lại A Di Đà Phật. Thank you.
Ya 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 ya
Thank you.
hưởng thọ 78 tuổi giảng sanh ngày 5 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Cập Bồ Thí Chi Chân Tân Nguyện Thị Cầu 86 tuổi Nguyễn Văn Tư Trần Nguyễn Tâm Đức. Niệm từ toàn quan âm vô thế bước này thì đàng quản đi tiếp trong hồn được làm cây quy độ toàn thể gia quyến làm kim lợi lạc tử tôn bá tạc thế thức quan kinh thế thế sanh sanh cao cùng thắng ảo con trùng tám ảo bước thức vô biên trọng phật kính tăng bước yên vô lượng ẩm tiêu dương tới hạ yến hà thanh pháp giới chúng sanh tề thành phật đạo nam mô a di đà phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa chư vị khách quý, quý đạo tràng phật tử và thân bằng quý thủ, kính bạch chư tôn đức thực lễ quý vị, trong giây phút mà khoảnh khắc sẽ đi vào thiên kiếp này, chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, hình hài của mẹ chúng con sẽ ra khỏi đời xa con, và ngôi nhà đầy kỷ niệm này, toàn thể chúng con phụ phục trước linh đài. Xin phép chư tôn đức và toàn thể quý vị cho phép chúng con có đôi dòng hoài niệm dâng lên mẹ trong giây phút thiêng liêng này. Kính thưa mẹ, thế là hết. Lễ thượng sanh vô thường đã khép lại một kiếp người. Mẹ vĩnh viễn đi xa không một ngày trở lại. Lìa xa những muộn phiền nhân thế, thảnh thơi cõi Phật theo về. Thế nhưng làm sao chúng con quên được những thí sinh cao cả trong một bước trường học. Mẹ ơi, bảy mươi tám năm trôi qua trong cuộc đời của mẹ đã trọn vẹn ý nghĩa hai chữ hy sinh. Từ lúc tuổi còn xanh cho đến khi tóc điện nhào xương tuy, mẹ luôn thể hiện tấm lòng tận tụy hy sinh với các con các cháu. Mẹ nuôi chúng con lớn lên bằng cuộc sống thánh thiện, một nhân cách đạo đức để xây dựng cho chúng con một sự nghiệp lâu bền. Chúng con thấy nơi mẹ một gia tài đạo đức trong sáng mà mẹ đã một đời tâm huyết. Mẹ ơi, mẹ là biển rộng cao sâu cho con tất cả thật nhiều những hoa. Mẹ là vũ trụ bao la, vòng tay hiền dịu thiết tha vô ngần. Nề chi cấm khổ gian nan, mẹ đưa bay gắn phong trần hai con. Bài thơ tình mẹ sắc son, con xin dâng hiến ngợi ca mẹ hiền. Đến cuộc đời trong sáng của mẹ để làm bài học quý giá áp dụng trong đời sống hàng ngày, dạy dỗ cho con cháu biết sống một cuộc đời đạo đức. Mẹ yên tâm thân thản mà ra đi, tán biệt trong mọi nẻo đường của hôm nay và mai sau. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị bà con bạn bè thân hữu xa gần, trong mấy ngày qua được sự quan tâm tận tình hộ niệm của quý chư tôn thiền đức tăng ni phật tử chùa Long Vân, chùa Bát Nhã vân vân, và được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con thân quý xa gần để chia buồn và hộ niệm hương linh mẹ. Bà chúng con là tổ Phật tử Nguyễn Thị Cảnh, pháp danh Diệu Hiền, hưởng thọ 78 tuổi. Giờ này tái sự con thiện đức, xin niệm ân quý Phật tử xa gần, quý bà con, quý thượng cùng bạn bè thân hữu đã cung kính tiễn mẹ. Bà chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc đang gian bối rối, nếu có gì sơ xuất, chúng sinh biết yêu cho
và quý liệt thị niệm tình mật sáng. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Tất cả con cháu đại bốn đại rồi chúng ta bước vào bên trong để quen. Thời vậy ấm dương tụ tế tự văn minh hãy tiền thiết lập nơi cờ tự dấu giả đi về nghe kể kinh nhất đã một chư Phật chứng minh nhị đã dung ma hồn siêu tịnh độ cáo tây vương ngưỡng đồng đại chúng tư trợ dẫn sanh vị khẩu đồng ẩn xuống dương Phật hiệu nam mô chờ che lòng con mong
đời con vui với mẹ. Mẹ ơi con luôn kính yêu mẹ nhiều. Bao tháng năm xa xôi cát biển, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con cười, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ, như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tiếng mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi? Mái trắng im lìm, nhìn hàng tre ngơ ngác buồn. Mẹ cha sẽ không phai nhòa, tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, âm dương thủ tế tự thân linh, thể tiền thiết lập nơi thờ tự, dũng dã đi về nghe thể sinh hiến luôn sẽ bà sáng. Cảm ơn. Bây giờ quý vị thấy không? Dìa thoại tiêu tiến và diệm và hồng liên nam mô tấn tương địa hồ tàng tấn tương địa cổ tấn mô đại bi hồ tàng hồ tàng nam mô đại bi hồ tàng mô đại bi hồ tàng nam mô đại bi hồ tàng nam mô đại bi hồ tàng nam mô Thank you.
Thank you.
nghe nè mẹ bạn ơi. Trăm năm
mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội, xin úp mặt bụi ngùi. Oh.
đường thì chú có bà gạo lên đây xa đi ngủ mày đi ra bờ đò hãy cho tôi ra bây giờ nó lá thì sang chắc sang bữa rồi giờ bà đi ra bầu mày làm gì vậy rồi đi vai xa đi á sang bữa rồi ra thế sao à nam mô bà gạo lên đây xa đi ngủ ngủ mày đi ra bờ đò hãy cho tôi ra bây giờ nó lá thì sang chắc sang bữa rồi giờ bà đi ra bầu mày làm gì vậy rồi đi vai xa đi á sang bữa rồi ra thế sao à lên thần hồn sang vô công đức nhẹ nhàng nghe tiếng kinh giác hộ thần gian trời.